Xin chào các bạn đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay mình giới thiệu các bác mẫu xe đạp đua Sava X6, một dòng xe đạp full hết tất tần tật từ vành rồi khung rồi ghi đông của Ford cọc yên đều là full carbon hết, một thương hiệu rất là quen thuộc với các bác chơi xe, thương hiệu Sava của Đức, và được sử dụng một bộ group của Camparugo Century, Camparugo Century với một lip hai đĩa. Bộ group này rất là ngon, trong cái tầm giá em đang bán tại cửa hàng là 25.800.000. Thì các bác có thể, như các bác mà có chơi xe đạp thì cũng biết là trên thế giới hiện nay là có ba nhà sản xuất khung, sản xuất phụ tùng xe đạp chính, đó là Shimano là Exam của Mỹ và Camparugo là của Ý. Thì tại những cái thị trường châu Âu ấy, hay là những cái đất nước phát triển sử dụng xe đạp nhiều ấy, thì người ta sẽ dùng, bây giờ thì người ta dùng cái dòng của Camba và Exam nhiều hơn là Shimano. Bộ group rất là đẹp, hiểu ý, 11 tầng lip và 2 tầng đĩa, cho 22 tốc độ khác nhau, cặp phanh 3 mảnh rất đẹp, full hết, tất là tầng set group đến tay lắc, tôi tay lắc Camparugo. Đấy, những cái chi tiết này đều full carbon và nó là nguyên bản luôn các bác nhé. Ghi đông dẹp này, nguyên bản Sava hết của Ford. Những đồ cồn bát này nó cũng là carbon này, cọc yên carbon hết nguyên bản yên Phoenix. Thiết kế thì cũng rất là quen thuộc thôi, em về cái dòng này nó rất là nhiều. Đó, các bác rất là ưa chuộng cái dòng này, cực kỳ đẹp. Thiết kế khung ký động học, cản gió rồi vành carbon cao bản nguyên zin hết, may ưu châu sen, bi vòng bánh bi vòng bạc đạn, đằng sau cũng là châu sen bánh có cối lổ. Giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ để ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Size đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 48 cm, từ khóa yên tới tâm của phốt là 50 cm. Đó, thì size nó ghi ở đây là size 50. Đây dành cho các bác đi được khoảng 1m65 đến 1m75 đi là phù hợp. Rất là đẹp. Quay xa để cho các bác nhìn bộ vành. Rất là đẹp luôn. Dùng 11 tầng lip và 2 tầng đĩa. Đồ Camparugo. Cái dòng Century này nó cũng là cái dòng Centur, nó cũng dòng thuộc dòng cao cấp của dòng Camba rồi, sử dụng nó cứ rất là ngon, đặc biệt cái dòng này nó rất là bền. Và cái giá bán của chiếc xe bên em đang bán là 25.800.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bạn đăng ký kênh ở góc phải màn hình và nhấn vào nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bạn đã đưa lên kênh. Cảm ơn các bạn đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.